Sáng mùng 5 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Anh Tuấn, phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận ở khu vực Lai Châu, Lào Cai, mưa trên 200 mm, khu vực Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, mưa trên 100 mm. Tại khu vực Hà Nội, mưa từ đêm qua và sáng nay, có nơi mưa rất to một số điểm như Quan Hoa, quận Cầu Giấy, mưa trên 100mm. Nguyên nhân gây ra mưa lớn này do ảnh hưởng của dãy áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, bị nén yếu bởi khối không khí lạnh từ phía Bắc. Trong mưa này kèm theo rất nhiều rông, lốc xét và mưa đá. Trong thời gian tới, mưa lớn không còn tập trung nhiều, giảm dần, nhưng vẫn còn mưa rào và rông đến hết ngày 9 tháng 6. Vẫn cảnh báo rông lốc xét và mưa đá từ nay cho đến hết ngày mai. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông đang có mưa rông cục bộ. Dự báo ngày và đêm mùng 5 tháng 6, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 4 giờ 30 sáng nay, mùng 5 tháng 6, mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực huyện Ứng Hòa, quận Ba Đình, quận Đống Đa, huyện Ba Vì, huyện Đan Phượng, quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, quận Hoàng Mai và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội. Cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày, các tuyến phố như Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Vành Đai 3, Chiếu Khúc, Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân đều bị ngập dài, nhiều đoạn nước cao gần bằng bánh xe máy. Một số tuyến phố ngập sâu 40-50 đến cm như Chiếu Khúc, Lương Thế Vinh đã làm hàng loạt phương tiện chết máy, nước mưa còn tràn vào một số nhà dân. Sáng nay, mùng 5 tháng 6 thông tin 454 cú xét đánh xuống mặt đất chỉ trong 10 phút ở Hà Nội sáng nay được mạng xã hội chia sẻ với tốc độ nhanh. Tin đồn không rõ nguồn gốc này xuất hiện trong lúc Hà Nội có mưa rông lớn, kéo dài, kèm theo sấm xét liên tục. Đến thời điểm này, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có thông tin chính thức. Theo Giám đốc Nguyễn Vinh Thư, sấm xét đi đùng sáng nay xảy ra trên vùng trời nhiều quận huyện của Hà Nội, đặc biệt là tại các khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa. Các thiết bị đo đạc của trung tâm đã ghi nhận trong thời gian ngắn từ 6 tới 7 giờ sáng có 3.515 cú xét, trong đó 2.322 lần xét đánh xuống đất, từ 7 tới 8 giờ có 4.060 cú xét, trong đó 2.855 lần xét đánh xuống đất, từ 8 tới 9 giờ có 2.642 cú xét, bao gồm 1.848 lần xét đánh xuống đất. Như vậy, chỉ trong thời gian từ 6 đến 9 giờ, Hà Nội hứng 10.212 cú xét, trong đó 7.025 lần xét đánh xuống đất. Cường độ xét mạnh nhất xuất hiện trong thời gian từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 50. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn cho biết, hệ thống cảm biến của cơ quan khí tượng ghi nhận được tất cả các tia xét ở nhiều cấp độ khác nhau. Dù vậy, không phải tất cả đều có thể gây thiệt hại để tính toán số lượng xét có thể gây thiệt hại thì cần thêm thời gian. Thông tin về số lượng sấm xét xuất hiện trên bầu trời Hà Nội đang dẫn tới câu hỏi những diễn biến khí tượng này có gì bất thường. Ông Cường cho rằng các cơn rông đầu mùa mọi năm vẫn thường có nhiều sấm xét như vậy. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng nay, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Số liệu quan trắc đến sáng nay cho thấy, Lai Châu, Lào Cai có những điểm mưa trên 200mm, Khu vực Hà Nội từ đêm qua và sáng nay cũng có mưa to, như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, có lượng mưa trên 100mm. Đợt mưa này diễn ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Đây là thời tiết đặc trưng trong thời điểm tháng 5-6. Tháng mưa lớn sẽ kèm theo nhiều rông, trong rông có lốc xét, thậm chí mưa đá như tin báo chí đưa hồi tháng 5. Dự báo thời gian tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại nhưng khối không khí lạnh suy yếu dần nên lượng mưa không còn lớn hai hôm nay mà sẽ giảm dần. Dù vậy, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo rông, lốc, xét, mưa đá ở Bắc Bộ. Về thiệt hại của đợt mưa rông này, như PLO vừa đưa tin, một phụ nữ đi cắt rau ngoài đồng ở huyện Thanh Trì sáng sớm nay đã bị xét đánh trúng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu chữa trong tình trạng nguy kịch. Còn ở Lào Cai, dạng sáng nay, hai mẹ con đang ngủ trong tròi trông ao cá ngang suối thì lũ ập về cuốn trôi tất cả. Đêm qua 4 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày mùng 4 tháng 6 đến 3 giờ ngày mùng 5 tháng 6 có nơi trên 90 mm như Bản Giang, Lai Châu, 170.8 mm, Xuân Minh, Hà Giang, 166.2 mm, Gia Phú, Lào Cai, 130.4 mm, Hồng Ca, Yên Bái, 127.8 mm, Cần Yên, Cao Bằng, 93.8 mm. Dự báo từ ngày 5 tháng 6 đến đêm ngày 6 tháng 6, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa. Mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ chiều tối và đêm ngày 5 tháng 6 đến đêm ngày 6 tháng 6, Nghệ An cũng có mưa vừa. Mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa rông thời tiết miền Bắc hôm nay mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Dự báo từ 7 trên 6, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Bình Thuận 31 đến 33 độ. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió Tây Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới, Cơn mưa lớn vào sáng ngày 5 tháng 6 đã khiến nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, người dân vất vả trong việc đi làm, đưa con đi học, vân vân. Ghi nhận của phóng viên Dân Trí, từ dạng sáng, bầu trời Hà Nội xám xịt, đổ mưa lớn. Từ 7 giờ 30 phút, nhiều tuyến đường phố của thủ đô như là Lê Văn Lương, Nguyễn Trí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng, Láng Hạ, Vành Đai Ba, Nguyễn Trãi, vân vân xảy ra ùn tắc. Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét dưới trời mưa nặng hạt. Trong khi mưa tập trung xuất hiện điểm úng ngập tại tổ dân phố số 1 và số 4 thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Đến bảy giờ, trên địa bàn Hà Nội không còn điểm úng ngập, động nước, giao thông đi lại bình thường. Thực hiện phương án thoát nước mùa mưa, phòng chống úng ngập được duyệt từ sáng sớm. Công ty thoát nước Hà Nội đã bố trí công nhân, tổ chức thu dọn vệ sinh, các miếng thu, các tấm chắn vật cản và tập trung vận hành bơm, hạ mừng nước trên hệ thống sông hồ điều hòa chính, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống thoát nước. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 5 tháng 6, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa mưa to đến rất to. Trong một vài giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mùng 5 tháng 6, tại khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dân bất ngờ với sấm sét. Cơn mưa rông từ khu vực phía tây nam Hà Nội Kéo về trung tâm thành phố kèm theo sấm xét liên hồi sáng nay khiến nhiều người bất ngờ. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sáng nay ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm xét. Lúc 6 giờ 50 Trung tâm ghi nhận 683 cú sấm xét, trong đó có 460 cú xét đánh xuống đất. Tại khu vực Hà Nội, sấm xét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm xét dày đặc. Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 đến 30 cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 đến 50 cm bao gồm Thụy Khuê, Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, ngã năm đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Dương Đình Nghệ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đêm hôm qua, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to như Bản Giang, Lai Châu 170 mm, Xuân Minh, Hà Giang 166 mm, Gia Phú, Lào Cai 130 mm, Hồng Ca, Yên Bái 127 mm, Cần Yên cao bằng 93 mm. Dự báo từ hôm nay đến đêm mùng 6 tháng 6, ở khu vực bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ chiều tối và đêm nay đến đêm mùng 6 tháng 6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70 mm có nơi trên 100mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.